Chào anh em. Xin giao lưu anh em một phô dúi nha. Nằm gián thú nè. Đo cái quanh bụng nó đi anh ơi. Ở sau đo là đó được. Nằm nè. Nát nước quá. 110. Có quanh bụng nó là 110 nha anh em. Nằm như một con gì đây, rất đẹp. Cái cốt của nó rất là nạc nha. Cái quanh cổ 100. Đi qua luôn. Dữ vậy. Cao 1 mét mấy? Cao 1 mét 1. Cái này nặng ba người khiên nha anh em, rơi vào sức cỡ tầm gần 150 kg nha. Tầm 130 nha anh em, tầm 130-140 kg đổ lại anh em. Chiều dài đế là 105 nha anh em, cao 1 mét 1 và hành thân của nó là 100 nha. Rất đẹp anh em, còn như một cái máy nạc của nó nè. Đây là cái mặt cách của nó nha anh em nha, mặt cách thân chủ nè. Rất là đẹp. Cái này khi của nó nha anh em, không có bằng sông. Xuống còn tầm là 5 cm. Rất đẹp. Một con thú nằm hồi đầu khá hay nha anh em. Qua đây. Chỉ mất cái cục này luôn. Rồi, anh em nào hợp thì giao lưu nha. Chào anh em.